Bản tin tối 2 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 138 ca mắc COVID-19, trong đó 10 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 128 ca trong nước tại 5 tỉnh, thành phố, trong đó Bắc Giang vẫn chiếm nhiều nhất với 74 ca. Thành phố Hồ Chí Minh thêm 29 ca liên quan chuỗi nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng. 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang 8 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2 ca. 128 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 74 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 31 ca, Bắc Ninh 16 ca, Hà Nội 6 ca, Hải Dương 1 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau: bệnh nhân 7694, bệnh nhân 7695, bệnh nhân 7697, bệnh nhân 7700 đến 7702, bệnh nhân 7704, bệnh nhân 7706 là 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 31 tháng 5, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân 7792, bệnh nhân 7793 là 2 ca nhập cảnh ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, chuyển từ cách ly tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 7676 đến 7693, bệnh nhân 7696, bệnh nhân 7699, bệnh nhân 7703, bệnh nhân 7705, bệnh nhân 7707 đến 7709, bệnh nhân 7712, bệnh nhân 7720 đến 7731, bệnh nhân 7733, bệnh nhân 7739, bệnh nhân 7742, bệnh nhân 7743, bệnh nhân 7746, bệnh nhân 7750 đến 7760, bệnh nhân 7794 đến 7813 là 74 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 7698 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân nam, 68 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 2 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Hải Dương. Bệnh nhân 7710, bệnh nhân 7711, bệnh nhân 7713 đến 7719, bệnh nhân 7732, bệnh nhân 7734 đến 7738, bệnh nhân 7740 là 16 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, gồm 11 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 1 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 7741, bệnh nhân 7744, bệnh nhân 7745, bệnh nhân 7747 đến 7749 là 6 ca ghi nhận tại Hà Nội, gồm các F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1-2 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 7761 đến 7791 là 31 ca ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 29 ca liên quan ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, 2 ca là F1 của bệnh nhân 4781 đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca COVID-19 trong ngày trên cả nước là 241, gồm 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang 8 ca, An Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2 ca. 229 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 157 ca, Bắc Ninh 31 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 31 ca, Hà Nội 8 ca, Đà Nẵng 1 ca, Hải Dương 1 ca. Tình hình điều trị, trong ngày có 42 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 196 ca, lần 2 84 ca, lần 3 89 ca. Số ca tử vong 49 ca, số ca điều trị khỏi 3.085 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.